Ok, hello anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh mình. Hôm nay mình xem clip về 11 từ game lần đàn dương hội này nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào ngày từ game đầu tiên luôn. Butarazu School. Wow. Tiếp tục cày. Mình không biết là còn mình sẽ cày được bao tập nữa. Mình nghĩ phải tầy tầm nhìn tập nữa mình lên được thêm vòng 43 các bạn. Nhặt súng đi giết người rồi kiếm súng đi ăn thịt người nào. À nhầm nhầm thố hình mình bắn được ai đâu bởi vì súng này bắn được ai, cái khẩu súng con này mình nên đi kiếm khẩu súng bắn đạn bi yếu. Trời ơi đối thủ kìa, nó đi săn mình đấy, nó đi săn mình đấy. Gặp trường hợp địch có súng to hơn, giải pháp tốt nhất là nên tay các bạn ạ. Chứ súng bé hơn là phải tay to mới ăn được. Úi dồi ôi, bắn cho rồi. Holy shit. Đây rồi. Mình cứ sợ súng hết đạn là không không dùng được khẩu súng ngon gì nữa thôi. Ok, very. Yes sir. Very good. Rồi, đến lúc mình quay lại thì ở đây nơi đây đã biến thành một bãi chiến trường. Té luôn đi, bò đầu mà. Không ngồi ngoài bò quá lâu gì cả các bạn. Ăn khác đi, mình không thích dùng quân mực cái tí nào hết. Đấy, đấy, được cái lên cấp ngay. Súng vàng 99k à, súng vàng 4 số 9. Bắn gì bạn ơi, bắn gì toàn trượt này. Đâu rồi, chạy đâu rồi, té rồi à? Cầm súng đấy rồi bắn nhau mình. Mày chết đi. Có đường chạy chạy bom à? Oh shit. Yeah, yes. Như vậy là win, thắng là phải gánh. Thank you.
Làm thì bạn nữa. Hôm qua bắn bắn khá là đen. Bắn không được tốt luôn. Chả nhớ rõ được tốt hay không nữa. Và công nhận hôm qua bắn đen thật. Bắn tàn gãy rồi các bạn ạ. Giáp, giáp, giáp. Lại giáp nữa. Bây giờ thứ mình cần là một khẩu súng thật là ngon. Kia rồi. Em nó đây rồi, súng này súng hiếm nha các bạn. Ui, khu này giàu đấy. Giáp mũ đầy đủ luôn. Ôi trời, không có khẩu súng ưa thích của mình. Khẩu súng ưa thích của mình là khẩu đạn sơn. Khẩu đạn viên bi tròn tròn ấy ở đấy. Đây bắn không nhỉ? Điệp bản đồ quá. Mình bắn. Chết bỏ rồi. Chết bỏ. Anh em yêu máu. Yêu máu này chắc chắn là sẽ có một thằng ở dưới nữa các bạn. Tại hàng ngày bắn nhau xong yêu máu chạy mà. Thằng bé buồn cười đang chạy cùng mình ra mình bắn đột phát chết luôn. Mày bắn anh không? Đúng quá nhỉ? Khó nhai đấy, đông quá, đông quá, đông quá. Đều, 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 đều. Có khẩu súng ngon đều. Khẩu súng xịn. Bắn giúp cả bánh mì à? Tôi cần đâu. Ăn đạn, ăn đạn, ăn đạn. Tại hết đạn rồi các bạn. Cố ăn thôi. Bây giờ thì lượn nó bô. Rồi mấy thằng nào vừa bắn nhau tao nhở. Dùng luôn súng nó mạnh mà. Mày chết. Mày gặp tao dùng này mày chỉ chết thôi. Sống thế nào vậy? Thôi tốt nhà đi tìa.
cái tủ lạnh máy nút bo vào rồi nó với cái thính, cái đấy mình tạm gọi là cái thính đi, máy nút son vào rồi thì nó mới máy nút bo vào rồi thì nó son ra. Đấy, spa vào một cây, tránh trường hợp rắn các kiểu nằm trong đấy. Tiến nè, sáu lòng, từ ngán với thằng sáu lòng lắm, mình sợ với thằng sáu lòng lắm. Nào, anh chơi chú luôn, có cái hồi máu mà lao vào bắn nhau luôn, sợ gì bạn nhỉ? Làm thêm bán nữa. Nãy giờ bán 3 ván này, một ván là chết bo này, còn lại 2 ván sống là top 1. À, chỗ này cũng khá là gần bo, à, khá là ở giữa, nó hơi bị lệch một tí thôi. Thấy không? Úi dồi, ngon thế nhở? Thăng như ngoài tinh ấy. Nhờn. Mày nghĩ gì? Mày tưởng mày có súng bạc ăn tao á? Đi cầm mũi khẩu súng này, mày díu mồm bắn nhiều. À, đây rồi, em nó đây rồi. Mày gì đây rồi, súng ngon đây rồi. Có máu luôn, thích quá. Cho em cái giáp nào, cho em hai cái giáp to nào, cho hai cái giáp to nào. Vừa không được hai cái giáp to à? Cũng được, không sao. Đây có bazooka bánh mì, khói đam cực to, nhưng mà tai nạn, nhưng mà cái tốc độ bắn ấy của nó thì lại rất là chậm, mình không thích. 200 yên. Bắn này bây giờ hết trời. Rồi giận rồi. Mày chết. Gì mà ăn tao? Cái khẩu súng pancake đấy khó bắn, thì tuy khó bắn thì cũng khó bắn thật, nhưng mà nó này không bắn mất giáp, nó bắn phát mất máu luôn, nó kiểu xuyên giáp luôn đấy. Giáp. Mày bắn con giáp à? Mày bắn con giáp tao à? Nghĩ gì đấy? Nghĩ gì bắn con giáp anh đấy? Nhờ. Con lợn này. Spam vào đấy, thì spam vào mình ăn được đấy.
chiến thuật. Dùng băng nằm chặn chân nó, kiểu đóng băng ấy. Cuối cùng chạy ra ngoài bắn xả súng nó. Tính cả rồi. Ho, chuyển qua tự game tiếp theo. Hôm nay bắn bay quá. Một trận chết bò, ba trận tôm một. Bắn 8 bóng đi. Bắn 8 bóng là nó cổ điển hết rồi. Và nhìn chùm bia này. Bắn kiểu gì chẳng có quả vào lỗ. Đấy, quả số 14 vào lỗ ngay. Từ từ, đừng vào lỗ, đừng, đừng ai, đừng. Như vậy vào lỗ rồi các bạn. Biết bắn bia, bắn bóng trắng vào lỗ. Công nhận bắn bia nhất xóm luôn ha. Đấy, vào lỗ ngay. Ê à, úi trời ơi, căn góc thế mà trượt kìa. Đây, quả này bắn không vào lỗ nha. Quả này bắn không vào lỗ nha. Bắt đấy bắn không vào lỗ thì chặt tay. Xóa nó ghê mà. Nói kia nó kiểu hơi bị đầy tí bạn. Sorry bạn nha. Sẽ căn góc này, thế giới này, vũ trụ này. Bắt đấy mà vào mình gáy to lắm, mình thật, nói thật. Bắt đấy mình nghĩ vào cơ, mình đang chuẩn bị nhiều gáy rồi, nói không vào. Bắt đấy thì dễ rồi. Đã cho quả bóng trắng lên đây một quậy nha. Gì đây, bắn mạnh quá. Nó lấy lại, bán đầu. mình nghĩ và mình vừa bắn mình cười nó hết bụng. Lại trượt. Nào, bóng số 6 vào không? Vào, vào đi, vào đi, đừng làm tao nhục. Vào, vào, vào. Đấy, hay quá. Thế mà trượt. Oh shit. Ơ. Hỏi chấm. Mình chăm thế rồi mà. Trời ơi. Đó, thì dưới chưa? À, phát này kiểu gì mình cũng vào rồi.
nói luôn kiểu gì cũng vào, chắc 100% vào phải vào đây. Đẳng cấp không ạ? Bắn thế giới với trưởng một phát nữa này, tí nào mình bắn một phát nhá, có bóng xanh vào lỗ luôn. Thế giới, không thế giới à? Nếu mà lệch thì à, nhưng mà bóng này, nhưng mà quả này nó có vị trí rất là đẹp. Rồi mình tính trước cả rồi gì à, vào lỗ. Ok, và mình, các bạn không được bắn, bắn bạn bắt buộc phải bắn quả bóng đen xì này vào cuối nha, mạnh sức luôn. Đừng số 8. Thế giới này. Bắn chậm. Phát đấy mình bắn mạnh quá. Mình chỉ bắn đang bắn phá phá nghìn kịch tí. Phát này vào lỗ này. Kiểu gì chẳng vào. Đấy, thế giới chưa? Chuẩn luôn. Bắn này phải đi thi quốc gia các bạn ạ. Yeah. Rồi, mình chuyển qua tựa game tiếp theo. My Tom 2. Có vòng cái này làm gì cho nó chơi game, game tủ, game này nó thành game tủ mình rồi các bạn ạ. Cách chơi đơn giản kiếm được khá là nhiều cái vé này các bạn, mình thích chơi game này nhất luôn.
quá, còn đúng hai lượt đi thì không phải là mình tướng trận này mình gãy được rồi. Video này tại đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.